Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết triển khai phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tính đến ngày mùng 5 tháng 2, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động được 40.337 suất quà với tổng trị giá gần 15,3 tỷ đồng tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong số 40.337 suất quà của toàn tỉnh, thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vận động được 2.978 suất quà với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thị xã, thành phố vận động được 37.359 suất quà với tổng trị giá hơn 14 tỷ đồng. Các đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023. Những nhóm dễ bị tổn thương khác như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn, người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, người già, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống tại các trung tâm nuôi dưỡng tập trung, người vô gia cư, xóm trọ lao động, xóm trọ bệnh nhân. Được biết, phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 được triển khai vận động từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024. Tết Nhân Ái năm nay được tổ chức đa dạng với các hoạt động tặng quà, vui Tết, chợ Tết được thiết kế bảo đảm các nguyên tắc tôn trọng người hưởng lợi gắn với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để mọi người dân đều có cơ hội được sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn bằng khả năng và tấm lòng của mình.